Tình ai đó ghé đây, mượn bờ vai mỗi ngày. Lúc bấp bênh rối bời, lúc chán chê cuộc đời. Chuyện tôi muốn nói đây, về có những tấm lòng không nên tỏ, bởi khi biết rồi cũng chỉ giữ trong tim. Tự tin lúc không giờ. Hãy yêu bản thân mình một chút, vì đó là người tri kỷ duy nhất ở bên cạnh ta từ lúc sinh ra cho đến lúc mất đi. Trời đất ơi, cái nhà gì mà lạnh tanh như cái nhà mộ, mà ngay cái mùa cô hồn gì mà trời. Mình để ngổn. Ham lét chương. Ủa sao? Anh bớt mấy cái trò hù ma dạ quỷ, biết. Ủa, cái tháng này là cái tháng nhạy cảm không? Canh đèn. Đèn bị gì mà canh? Thì thấy không sáng lắm. Nè, thí dụ mấy mốt mình canh đèn, mình mặc một cái bộ áo mà nó nổi, hoặc mình đứng ra giữa chính điện mình chỉnh được không? Em quên là anh làm này anh ghê mai từ mùa trước hả? Cái mùa này nha, công đức vô lượng là đừng có bao giờ hù người khác trong cái mùa thì này đó, nha. Bây giờ cô hẹn tôi qua, cô để cái chìa khóa trong cái chậu hoa trước cửa để tôi vô. Thì tôi vô tôi chỉnh trước đồ cho đẹp. Nè anh chỉnh đồ, em nói rồi anh muốn làm cái gì anh đường chính chính, anh ra giữa chính điện anh làm. Thì anh để lại tờ giấy Trinh à, anh núp trong cái màn chỉnh điện giùm em thôi. Nhà cửa sáng trưng vậy em cũng mừng, em cảm ơn anh, mà anh muốn anh bớt mấy cái trò mà núp giùm em, sợ lắm. Trời ơi, hù kiểu vậy đó nó có adrenaline. Trời ơi, em không có thích mấy cái đó, là em sợ nghe chuyện ma lắm. Trời ơi, sợ quá đi. Ừ, sợ nghe chuyện ma rồi sao mà coi show mới của tôi chuẩn bị kể chuyện ma có thật mà anh thu âm lại xong rồi em nghe được không? Không, tôi ngồi tôi kể luôn. Đó, anh kể anh sao anh thử kể lại cho em nghe một đoạn nữa coi cái nào mà hôm ấy. Fail. Cái người kể chuyện ma mà ngồi và cười như vậy. Mà cười còn giả bộ thân thiện nữa mệt ghê. Thôi em thích mấy câu chuyện ma mà ngắn ngắn, giống như kiểu là mẹ ơi cô giúp việc nhà mình nói á là nhà mình có ma. Ừ, không có đâu con đừng có nghe người ta nói vậy. Không, con chắc chắn là cô giúp việc nhà mình nói là nhà mình có ma mà. Thôi được rồi, mẹ tin con. Bây giờ thì chúng ta dọn ra khỏi nhà đi. Ủa, tại sao lại đổi lòng tin nhanh vậy? Vì mẹ nhận ra là nhà mình không có cô giúp gì. Đó, em thích mấy cái chuyện ma ngắn ngắn thôi. Hơi giống kiểu của Nhật á, Creepy Pasta đúng không ta? Cái kiểu như vậy á. Tức là nó đó sợ nhưng mà nó là có cái gì đó nó hài hài hề hề. Đó, giống như chuyện đi ngang nghĩa địa, thấy ông kia ông đang gõ vô cái bia cái mình hỏi. Cái chú giờ này kia cứ làm gì đây, cứ đi về đi ta nha. Không phải thằng nào nó gõ sai tên tôi trên cái bia tôi sửa lại. Đó, mấy cái chuyện đó là em rất là thích luôn á. Chuyện có miếng lật. À, còn anh rồi. Kể chuyện ma U Linh phải không? Lát nữa hôm nay có kinh dị không? Kinh dị? Ừ. Nó không nói về những cái chuyện hù ma hay cái chuyện như kiểu là tâm linh mà anh em mình chia sẻ cho mọi người để nhận diện những thứ khác nhau trong cuộc sống. Mà nó nói về những cái nhân cách khác nhau trong cùng một thế giới, trong lòng người. Hấp dẫn vậy? Ừ. Anh đã bao giờ... À thôi, nếu mà nói về đa nhân cách thì mình đã xem phim rồi, mình cũng đọc nhiều rồi. Nhưng anh có nghĩ anh là người đa nhân cách không? Anh nghĩ là người đa tính cách. Ủa, tính cách và nhân cách cũng là tính con người phải không? Nhưng mà anh thấy tính cách nghe nó nhẹ nhẹ hơn. Và thật ra mọi người chúng ta đều sẽ là những người có rất nhiều những cái tính cách hay là những cái nhân cách. Và cái đó là điều rất là bình thường, các bạn hãy yên tâm. Nếu là thỉnh thoảng các bạn cảm thấy mình không giống như là những gì mà mình thường thể hiện. Vậy nếu em có thể hoàn toàn thể hiện ở bên trên mạng xã hội, em là một cô nàng nhà thơ lãng mạn bền bồng với những đứa bạn thì lại là một cô rất là quậy điên. Bây giờ đúng rồi, thì nó vẫn là bình thường đúng không? Không bị là gọi là giả tạo đúng không? Nó chỉ là những cái tính cách mà ở trong những cái môi trường phù hợp nó sẽ thể hiện ra. Yeah. Và khi mà bà Terry Scott là một trong những cái người hàng đầu của ngành coaching, khi mà bà làm với một cái người thì có một cái lần cô ấy lôi ra được đến 25 nhân cách khác nhau. Và nếu mà những người mà họ có một cái sự nhìn nhận về bản thân mình tốt á, họ sẽ biết cách đặt tên cho từng cái nhân cách đó. Ví dụ như Jack sẽ là một cái anh chàng mạnh mẽ bên trong tôi. Mỗi khi mà tôi muốn giải quyết cái việc này theo một cách kiên cường mạnh mẽ, tôi sẽ nhờ Jack ra.
rồi đây anh Jonathan sẽ là một anh chàng mềm mỏng dịu dàng. Khi tôi ở với người yêu tôi sẽ nhờ Jonathan tư vấn, kiểu như vậy. Ồ, nếu mà mình làm biết rõ ai có thế mạnh gì thì đúng cái chỗ đó mình lôi người ta ra. Ví dụ tôi có một người bạn là anh Hamlet Trương. Anh Hamlet á, thì là cái người rất là am hiểu, hay tư vấn, hay tham vấn cho mọi người. Còn anh Trương hay núp vô cái màn hù người ta giờ, trong cái giờ nhạy cảm đó, không đấy. Giờ đó nhưng vẫn là anh cả đấy. Có rất nhiều tôi trong một tôi, nhưng khi ngoảnh lại chỉ tôi một mình. Ôi nghe thấy buồn quá. Đó, đó cũng chính là lý do của buổi lễ hôm nay. Cũng có một bạn, bạn thấy một mình tôi buồn. Nhưng bạn không biết là trong tôi có rất nhiều tôi hay không. Nhưng bỗng nhiên khi mà em đọc lá thư của bạn, cái điều đó là điều em giật mình. Bạn hỏi em một điều, nhưng mà em lại nhận thấy trong vấn đề của bạn lại là một điều khác. Đây, để em thử đọc cho anh nghe nha. Lá thư này khá lạ. Ở một chỗ là nó chỉ vỏn vẹn tầm có nửa trang A4 thôi. Cái email ngắn ngủi nè. Nhưng em phải cần nhờ đến anh, bởi vì em biết là anh đã đi tham vấn coaching về lifestyle, về cuộc sống, về tâm lý cho rất nhiều bạn trẻ. Ngắn gọn, xúc tích, nhưng mà cho bạn đánh trúng trọng tâm để hiểu được mình là ai và có quyết định tích cực. Thì em mong đây sẽ là một cái câu chuyện đến tay anh kịp thời để anh có thể giải quyết. Bởi vì bạn đang rất là, không nói là bối rối mà nặng hơn, bạn đang, em nghĩ trong giai đoạn hỗn loạn như là muốn tự sát. Bởi vì cái lá thư bạn viết như sau: thân gửi chị Trinh, em muốn trải lòng mình ra với một người lạ. 16 tháng 11 năm 1999, em nghĩ đó là ngày sinh của bạn. Vậy thì bạn là cung nhân mã. Chị cũng là cung nhân mã nè. Chị có bao giờ cảm thấy trơ về mặt cảm xúc của mình chưa? Em không biết bản thân mình bị gì nữa. Em thấy trơ về mọi thứ, không có cảm xúc với bất cứ điều gì. Em không vui, không cảm thấy hào hứng, hay không cảm thấy gì cả. Em lúc nào cũng cảm thấy buồn chán cuộc sống này. Mặc dù em có một gia đình có thể gọi là rất là yêu thương em, một người bạn trai hết mực yêu em và chiều chuộng em, nhưng em cũng không có cảm xúc gì hết. Mình thấy không, thấy không? Đọc tới đây em thấy tự nhiên cái cây nó rung lên, em không biết gì nghe. Không giờ mình đọc nhanh, đủ kinh khủng quá rồi. Tháng này kinh khủng lắm, anh đừng bớt giỡn mấy cái nãy nha. Rồi, đây tới khúc này, bạn đổi nha. Đang viết tiếng Việt, bạn đổi qua tiếng Anh. Bạn ghi tiếng Anh là: no one wants me to commit to suicide in this world. Currently, I can't find a way out of myself. .. Và nguyên đoạn em tạm dịch nha. Đâu có ai muốn là mình sẽ tự tử trên đời này đâu. Nhưng mà gần đây em phát hiện ra có một cái lối thoát cho chính mình đó. Cuộc sống, gia đình hay bạn bè, công việc thì đều mắc kẹt cả. Em càng đau khổ mỗi ngày thì em càng lại muốn trốn thoát khỏi những gì sâu thẳm bên trong mình. Em luôn nghĩ là cái chết có lẽ sẽ tốt hơn. Nhưng mà trái tim thì em lại không muốn. Thật sự cái chết có phải là một sự lựa chọn cho em không? Suốt cả ngày dài em nghĩ về cái chết, việc chết đi. Và em muốn là một cái nỗi đau nó phải chậm. Một cái chết nó đừng có đau thương quá. Nó sẽ được chết một cách yên bình thôi. Nhưng tất cả mọi thứ thật là khó để mà diễn tả lúc này. Em cũng muốn đi tiếp lắm. Em muốn gặp mọi người mà em muốn gặp. Em muốn xem những cái series drama trên truyền hình mà không bao giờ mà dừng lại. Em cũng không thể nào chịu nổi cái cảm giác này. Em đang cố gắng để giúp em thoát khỏi cái tình trạng suy nghĩ quá nhiều về cái chết. Nhưng mà sự cố gắng là chưa đủ. Khi mà người ta chết đi rồi thì linh hồn họ đi đâu hả chị? Tất cả đoạn họ, bạn viết bằng tiếng Anh, có nghĩa bạn đang viết bằng tiếng Việt rất bình thường, bụp cái bạn viết bằng tiếng Anh. Là lý do gì ạ? Theo anh nghĩ, theo trong tâm lý của một người, đầu tiên anh nghĩ có thể là đang nói về cái sự việc đó, bạn cảm giác muốn được tự trốn tránh, nên bạn mời một cái nhân cách khác có vẻ là tỉnh táo hơn, mạnh mẽ hơn để kể tiếp câu chuyện đó bằng một cái thứ ngôn ngữ khác. Yeah. Thì sâu bên trong anh nghĩ vẫn là một sự trốn tránh, một cái gì đó anh không biết được. Nhưng mà để có thể an ủi bạn đôi phần, cảm giác muốn chết không phải chỉ có mỗi mình bạn mới có. Cảm giác không muốn sống. Yeah. Rồi và rồi. Nó đến với tất cả mọi người. Yeah. Có những người trầm cảm không chỉ diễn ra ở những người thất bại,
Những người quá giàu cũng có trầm cảm riêng, thức dậy không biết làm gì hết, không có lý tưởng sống, không có mục đích sống, muốn chết. Dạ. Yeah. Nghệ sĩ cũng muốn chết, thị phi quá, mệt mỏi quá. Và chúng ta đã thấy rất nhiều những cái giới trẻ bị áp lực. Vậy anh sẽ hỏi thẳng luôn, có bao giờ Trinh có những cảm giác như vậy không? Có. Có một cái cảm giác lúc mà em đứng ở trên một cái show diễn ở Bitexco. Lúc đó thì cái kính nó rất là lớn, và lúc đó cũng là giai đoạn mình quá áp lực vì công việc, vì mình phải làm chạy show nhiều quá, nói thật luôn. Chạy đến mức kiệt sức trong cái mùa event, và mình trong một cái chương trình gần cái kính Bitexco, mình nhìn xuống và mình suy nghĩ nè. Oh wow, nếu mà mình nhảy xuống thì chắc là nó dễ thở hơn nhờ. Cuộc sống bây giờ nó bế tắc thề. Thì cái cảm giác bỗng nhiên em giật mình, ủa tại sao mình lại có cảm giác muốn bước tới cái kính đó và nhảy xuống, trong khi cuộc sống của mình đã nhiều show, là cái cuộc sống người ta mong ước mà. Tại sao vì một chút kiệt quệ về tinh thần, nó có thể đẩy mình đến cái suy nghĩ là chết thì nó sẽ dễ hơn là sống nha. Mình sống mình làm nhiều mình mệt quá nhờ. Và nó thật sự lúc đó não em đã nghĩ như vậy, chứ không hề là một cái suy nghĩ tưởng tượng. Nên em nghĩ chắc chắn là ai đó trong cuộc đời sẽ có một lần họ nghĩ là chắc chết thì dễ hơn là sống nha. Anh cũng từng như vậy. Không phải là lúc nào cũng cho mọi người thấy một cái sự thân thiện, vui vẻ, có vẻ là có gì cũng có thể giải quyết được. Thì mình không từng có những khoảnh khắc đó. Mà cái câu chuyện bắt đầu để đến cái cảm giác mà muốn chết đó, nó rất là ấu trĩ luôn á. Chỉ đơn giản là đôi khi thấy, ủa sao nay rụng tóc nhiều quá, là muốn chết rồi. Mà anh muốn chết thiệt hả? Có nghĩa là như làm đổ một cái quân cờ đầu tiên vậy đó. Thì những cái quân cờ tiếp theo nó đổ từ 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 từ, nó dẫn mình đến cái cảm giác kia. Nhưng chúng ta khác ở chỗ là chúng ta có cái khoảnh khắc thức dậy. Nãy giờ mình nghĩ gì vậy ta? Và anh cũng đã từng trải qua cái cảm giác hơi hơi như vậy khi mà đi trên máy bay đi qua Mỹ. Khoảng 15 phút à, rất là ngắn. Tự nhiên mình không biết mình đang đi đâu, không biết ai đón mình bên kia, mình đang làm gì cuộc đời mình vậy. Mình rất ngắn nha. Xong cái muốn chết trên máy bay. Và rất ngộ, sau đó 15 phút khi mà bắt đầu giãn ra, mình bắt đầu mình trở lại là chính mình. Thì nghĩa là cái khoảnh khắc đó nó đến với tất cả mọi người. Và ai cũng có thể gặp nó. Chỉ có điều là đôi khi đối với bạn nó không có những cái cú tự, và cũng không có những người xung quanh giúp mình, nên là bạn sẽ cảm thấy như vậy. Và anh nghĩ một cái sự trơ cảm xúc đó, nó đến từ rất nhiều những sự thất vọng. Những cái thất vọng mà mình muốn nhưng người ta không hiểu, mình muốn nói nhưng người ta không nghe. Và có thể mọi người vẫn yêu thương mình nhưng người ta không hiểu mình. Dẫn đến một cái sự thất vọng. Và mỗi ngày thất vọng nó lắp lên, thất vọng lắp lên. Bạn cảm giác bạn không còn muốn thiết tha một cái điều gì nữa. Đó là góc nhìn của tâm lý. Còn trên góc nhìn của một nhà thơ ưa tưởng tượng và lãng mạn như em, thì em có cảm giác bạn đang đi dạo trong một khu rừng tuyết ở một chiều hoàng hôn. Tại vì đây là một cái bài thơ gây ám ảnh với em. Hồi em học đại học, em học đại học mở, ngành giảng dạy tiếng Anh, thì trong đó tất cả các sinh viên năm nhất đều sẽ học văn học Anh, văn học Mỹ. Thì em có một người thầy đã dạy cho tụi em cái bài thơ này, mà nó vẫn còn in nó trong đầu em, và em còn in nó ra rất là to. Bây giờ phòng của em vẫn còn treo cái bức tranh của cái bài thơ đó, để nhắc nhở mình là có lúc mình sẽ như bạn này đó. Mình sẽ bị lạc trong một cái khu rừng tuyết vào mùa đông, và đêm sẽ đến và mình nghĩ đó là bình yên. Ôi cái một khu rừng tuyết trắng xóa vào một cái mùa chiều hoàng hôn thì quá đẹp rồi còn gì nữa. Nhưng càng đi sâu vào, anh sẽ bị đóng băng, anh sẽ càng ngày càng lạnh giá, anh sẽ bị lạc đường và anh sẽ chết. Nhưng mà cái nhân vật chính trong cái câu chuyện đó là một chàng trai đi con ngựa đến một cái khu rừng, và anh ta nhìn xem, ồ cái khu rừng đẹp thế, ồ cái người mà canh giữ khu rừng này, cái khu làng ra kia xa thế chắc không ai biết đâu, thì mình xuống ngựa mình đi dạo một chút xíu tại khu rừng đẹp quá mà. Cái anh ta bước vào trong, nhưng mà cái khoảnh khắc mà anh ta nói ồ gió thật mát, thật bình yên, thật dễ chịu, hay là mình đi dạo, thì bỗng nhiên anh nghe cái tiếng leng keng, là cái con ngựa nó lắc cái cổ nó, thì cái chuông nó kêu. Anh giật mình, quên, ở đâu có thời gian đi mà dạo rừng tuyết, mình còn phải có một cái dặn đường dài để mà đi nữa mà, mình còn có một ước mơ để mà đi mà. Cái anh lại lên ngựa, ảnh đi. Xong rồi thầy nói, đó, cái bài thơ vậy đó, tụi em cảm nhận sao? Em thấy lạnh thôi, em nói thế gì luôn á thầy. Vậy thì chưa bao giờ, tại tụi em mới có 18 tuổi thôi, chắc là tụi em chưa bao giờ nhận được những cái tin nhắn giống như là thầy ơi, con đang ngủ với một người đã có gia đình, và anh ấy khi mà anh ấy mặc đồ đi về thì con cảm giác rất là nhục nhã, thì con phải làm gì. Và các em cũng chưa bao giờ nhận được những cái tin nhắn của học trò các em, hay là những cái người mà nói là về những cái vụ tham ô, hoặc là những cái vụ hối lộ khi tiền đứa trước mắt, thì tôi phải chọn giữa chính trực hay là tôi chọn giữa hạnh phúc gia đình của tôi, tôi chọn những đứa con đang đói hay là chọn bắt tay với những cái thứ mà tôi ghét.
trong những cái khoảnh khắc sinh tử, những khoảnh khắc mà chúng ta rẽ từ ca hát sang một con đường kinh doanh theo gia đình, các em chưa biết được những cái sự lựa chọn giữa một khu rừng tuyết nó đẹp mình muốn khám phá, hay là đi tiếp cái hành trình từ đầu mình đã định sẽ kết hôn thì không bao giờ được ly hôn. Mình đã có một cái ước mơ vĩ đại thì mình sẽ không bao giờ được rẽ hướng. Vậy thì các em chưa hiểu về cuộc sống nếu mà chưa thẩm thấu được bài thơ này. Sau đây chúng ta sẽ phân tích bài thơ này. Đó là bài thơ nó dính lên đầu em luôn. Và em chợt nghĩ là sau này nếu mà mình gặp một ai đó nói với mình là họ cảm thấy nỗi bình yên đang giết chết họ, họ muốn xuống ngựa và đi vào một nơi nào đó, hoặc là họ không tìm được định hướng, họ muốn chết, em nghĩ đến họ đang bị lạc trong một khu rừng tuyết vào một chiều mùa đông và đêm đang xuống. Và nếu là anh á, người ta bảo Hannah Trương đang bỗng nhiên sáng tác nhạc, bỗng rẽ qua viết sách, thì đó có phải là anh đang xuống ngựa hay không? Anh thì may mắn một cái là tất cả những gì anh làm đều là những gì anh thích. Và anh tìm thấy ý nghĩa trong công việc đó, kể cả viết sách cũng vậy. Dạ. Khi mà Trinh bắt đầu có những độc giả, Trinh sẽ hiểu cái cảm giác này. Khi người ta trông đợi, người ta nghĩ, người ta chờ mong để có một cái chữ ký, hay là người ta sống bằng câu từ của mình. Những cái câu từ của mình giúp người ta trưởng thành, giúp người ta vượt qua được những cái nỗi đau mà có thể bình thường không ai làm được. Dạ. Thì Trinh sẽ tìm thấy ý nghĩa của công việc đó. Và đó cũng là cách để mà anh quyết định lựa chọn những cái gì anh sẽ làm. Tìm thấy ý nghĩa của những việc mình làm thì mình sẽ không bao giờ có cảm giác là mình đang làm việc. Em nghĩ đó là sứ mệnh á. Đó là điều ý nghĩa. Đó là điều khiến cho anh bỏ những cái khu rừng tuyết khác. Anh leo lên lưng ngựa và anh đi tiếp. Mặc dù ngựa có đeo chuông hay không, anh vẫn biết là anh không nên ở đây nhiều quá. Nhưng mà cái câu chuyện của bạn khiến cho chúng ta cảm giác là bạn không có con ngựa, không có tiếng chuông, và cũng không có một con đường phía trước để nghĩ là thôi bây giờ mình vô khu rừng tuyết cũng có ai giữ mình lại đâu, cũng đâu có ước mơ gì, cũng không có sứ mệnh gì trong đời để mà tiếp tục trông đợi đâu. Thôi thầy, ở đây chết cho rồi chứ bây giờ quay lại biết đi về đâu bây giờ. Và không, nếu vậy thì phải làm sao đây? Vậy tại sao bạn không thử đóng một nhân cách? Bạn có thể mời một nhân cách của mình, một nhân cách mạnh mẽ, một nhân cách có thể nhìn thấy được con đường mình sẽ đi là gì, một nhân cách có thể dám đối thoại với chính bạn. Mày thích cái gì? Cái gì sẽ làm cho mày cảm thấy được hạnh phúc? Và một cái nhân cách dám hỏi bạn là những cái bình yên nhàm chán hiện tại mày đang có, tại sao nó lại nhàm chán? Đối thoại với bản thân mình nhiều hơn. Con người hay bỏ quên bản thân mình lắm. Và thời gian thì phủ lên nó nhiều những cái lớp xương muối. Anh cảm giác giống như đôi khi mình giống như xương muối, càng đi về đêm mình càng ướt áo, nhưng mà nó không nhận thấy được. Chỉ càng đi càng thấy ướt áo. Và đối thoại với bản thân mình là một trong những cách mà anh nghĩ rất hiệu quả để mà trau dồi được cái trí thông minh nội tâm. Dạ. Đây là cách hay. Vậy là lúc mà mình chuẩn bị bước vào trong một cái trạng thái lạnh lẽo, u tối như thế mà mình không biết, mình bắt đầu mình tưởng nó đẹp, u buồn, bình yên và mình được tĩnh lặng á, thì mình nên có một nhân cách, thí dụ là bác thợ săn xuất hiện, bác kiểm lâm xuất hiện. Hello cậu kia, cô kia. Lên. Đi đâu đó? Đi đâu đây? Nói, dạ đi vô khu rừng. Vô khu rừng làm gì đây? Dạ đi chơi, ở đây không có gì để chơi hết. Ở đây buổi tối rất là lạnh, âm độ luôn, mà còn có chó sói nữa. Rồi chơi cũng nghe. Được, nhưng mà chơi rồi được gì? Để làm gì? Chơi ở đâu làm và gì, chơi bao lâu? Chơi này. Đó. Cậu chơi với ai, chơi cái gì ở trong này? Nó không có gì à? Cậu sẽ chết đó, cậu có sợ không? Thì cũng sợ thôi, thì thôi cậu đi ra ngoài đi. Đó. Ước gì có ai đó có thể đuổi mình ra khỏi những cái băn khoăn không? Mà em nghĩ là cái điều quan trọng là không ai níu bạn lại đó. Nếu như có một cái cớ nào đó để mà giữ bạn lại thì mừng quá. Tự nhiên anh lại nhớ tới những chú mèo. Nhà anh nuôi mèo nhiều. Anh nhớ những chú mèo, anh nhớ những chú chó. Dạ. Đó cũng là một trong những cái mỏ neo rất là thú vị mà loài người được đặc ân ban tặng. Rồi anh còn nhớ thêm một câu chuyện cũng tâm linh lắm trong cái không gian và cái tháng này. Dạ. Đó là anh có một người bạn, một người chị, thì chị có một người bạn rất thân, và người bạn này chọn quyết định là sẽ tự sát. Dạ. Thì sau đó thì thường em biết là nếu mà một người họ quá thân với một người thì khi họ mất họ sẽ thường trở về trong giấc mơ của người mà thân nhất. Dạ. Thì khi mà cái người anh này trở về trong giấc mơ của chị anh á, thì bạn nói là ủa mày ơi, sao cái cảm giác này nó không kết thúc? Cái cảm giác tao nghĩ là nếu tao chết tao sẽ kết thúc những cái khó chịu này á, những cái sự hoang mang, hay là sao nó còn nguyên à, mỗi ngày tao vẫn phải như vậy á, mà tao cũng không đi đâu được hết, mà cái cảm giác đó nó còn nguyên, nó rất
đó rất là thật như là tao còn đang sống. Dạ. Yeah. Nghĩa là về mặt tâm linh, này nói chuyện tâm linh thôi, nó không có kết thúc. Mình đừng nghĩ rằng cái chết là một lựa chọn để trốn tránh hay là bỏ chạy. Dạ. Yeah. Và nếu chúng ta không giải quyết nó trong chính cuộc sống của mình ngày hôm nay, chúng ta sẽ gặp nó rất dài. Em nghĩ là cũng thực tế khi mà mình nói là cái nhà mình nó có mùi hôi thối, mình bảo là chắc mình phải ra khỏi cái nhà này vài ngày, nó sẽ tự hết cái mùi đó thôi. Chắc con chuột nó chết lên đó tự nó phân hủy, nó sẽ hết mùi. Nhưng nếu như đó là một hũ sữa chua nó nằm trong cái đằng sau của tủ lạnh, nó không phải con chuột và nó bám chặt vào trong những cái tường của tủ lạnh rồi, thì nó sẽ càng ngày càng hôi hơn. Và mình không tự tay dọn nó thì mình không thể kết thúc được cái vấn đề đó. Vậy cụ thể vấn đề của bạn nằm ở đâu? Có thật chỉ là một nửa trang A4 bạn bày tỏ hay không? Hay đằng sau đó bạn có nhiều điều gì chưa kể với chúng tôi? Về những cái vết nứt trong gia đình, không như là những gì bạn miêu tả là rất yêu thương em, nhưng họ đã yêu thương đúng chỗ chưa? Họ đã biết thật sự nhân cách của bạn là gì và những cái sở thích của bạn là gì chưa? Họ có thỏa mãn được những cái nhu cầu sống của bạn không? Người bạn trai hết mực yêu thương bạn đó, có phải người mà bạn cảm thấy bị rung động, cảm thấy cần cho đời sống của mình hay không? Hay chỉ là vì chức năng bạn trai là một cái chức vị cần thiết để bạn bổ sung vào danh sách những điều cần thiết để hạnh phúc trong cuộc sống? Và hy vọng là bạn sẽ có đủ những nhân cách thú vị được xây dựng và được gọi tên lên để có thể đưa cho bạn những lời khuyên chính xác, giống như là một nhân cách Hamlet trương, thiện lành, hay là một câu chuyện hay hỏi, hay kích động chúng ta phải suy nghĩ về những cái gì ở bên trong của mình. Bạn có những người đó ở trong đó chứ anh ạ? Và nếu bạn bảo rằng bạn được yêu thương, vậy thì tại sao cái yêu thương nó không thể chữa lành được mình? Xin hãy tự hỏi mình thật nhiều những câu hỏi. Dạ. Yeah. Nói về tâm linh trong cái cách anh nói của anh thì em thích cái cách mà nhà tâm lý học và cũng là một bác sĩ viết sách rất là nổi tiếng, Brian Weiss, thì ông viết cái cuốn sách là kiếp nào tôi cũng tìm ta thấy cũng nhau tìm đó. Nhau. Đó, kiếp nào thì những linh hồn bậc thầy vẫn sống qua nhiều cái họ luân hồi và họ trở thành những con người khác nhau, bị mắc kẹt với những cái nỗi đau của quá khứ trong tiềm thức và vô thức, thì họ hành xử cũng giống như là ngày xưa thôi. Nhưng mà cái hay nhất của mỗi linh hồn khi mà chuyển kiếp trong quyển sách đó là người ta học được bài học mới, là mấy kiếp trước là bị ông đánh cho xanh mặt, đánh cho lòi mặt, mà cứ yêu cũng hoài, mà cứ không dám thoát khỏi cái gia đình bạo hành đó. Thì mấy kiếp sau nó lại trở lại, nó lại thành bạn trai của mình. Thì mình nhìn thấy nó là mình thấy đánh một cái là mình phải trốn liền. Bạn nói, thấy nhìn thằng này là biết là thành như là kiếp trước mình có cái vấn đề gì với cái ký ức này rồi. Mình phải ve nó liền, chứ không thôi là mình lại lặp lại cái vấn đề đó, là mình đã học được bài học rất nhiều. Nên mình nghĩ là trong câu chuyện của bạn á, cần nhất không phải là kết thúc á, mà là học tiếp tục bài học gì sẽ rút ra cho cái vấn đề này. Và trong cuốn sách kia, do mình đi học không tốt nghiệp được bởi vì thi rớt, phải thi lại đến khi nào đậu mới được tốt nghiệp. Dạ, phải tìm ra chỗ hổng vui là chỗ nào, và có thể là bạn cũng có những vấn đề về tinh thần hoặc trầm cảm thì mình phải tìm gặp đúng cái người đưa thuốc cho mình. Đôi khi những lời khuyên cũng chỉ là ở bên ngoài. Và đúng như anh Hép Trương nói là tình yêu là thứ duy nhất có thể chữa lành những vết thương, và tình yêu là thứ duy nhất là thật, trong khi mọi thứ đều có thể phân hủy. Nên hy vọng bạn sẽ dùng tình yêu của chính mình dành cho bản thân mình để vực mình dậy trong giai đoạn mà không ai có thể đưa tay ra ngoài màn hình để mà nắm lấy bạn được, những lúc bạn đau mút nhất, đúng không anh? Dạ, yeah, đừng chết vì sống khó hơn nhiều. Cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi thư về cho chương trình, và vốn tiếng Anh của bạn thì cũng rất là tốt. Mình tin là bạn là một người hiện đại, một người có học, một người văn minh, một người khao khát được mở mắt thấy những cái điều tươi đẹp của cuộc sống này. Và chúc bạn những điều bình an nhất. Còn bây giờ sẽ là một món quà dành cho bạn, nhưng trước hết là món quà dành cho Hai Đất Trương. Dạ, em có một cái hộp quà đen đen dễ thương. Hey. Ừ, biết là anh thích nến, đốt nến để mà mai mốt á, mình vừa kể chuyện ma trong số của anh đó. Cái mình vừa đốt nến của em lên cho nó thơm nha. Rồi. Còn có tinh dầu nữa. Đây, em mở phụ. Mớ bự đây. Oh, đẹp quá. Ta-da. Anh thử ngửi coi cái mùi nó thơm không? Còn có lọ tinh dầu anh cắm vô mấy cái cây vậy là. Thơm quá. Đây là mùi Black Rose, còn đó là mùi gì? Covent Garden. Covent Garden. Mùi của vườn á. Đúng kiểu thích. Chiêu chiêu chiêu. Tinh dầu, cái nó được làm nước hoa xịt nha. Cắm mấy cái cây đũa này vô này cho nó tỏa ra không gian, nó thơm mát. Cái căn phòng tiềm thức của mình nó được thanh lọc. Mình phải đổi tên chương trình là chương trình thơm. Chương trình thơm, vô đây là thơm. Vô đây là thơm, đi về cũng thơm. Yeah. Rồi, cảm ơn Trinh rất là nhiều. Dạ, cảm ơn bạn rất nhiều vì đã theo dõi. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với món quà của anh Hai Đất Trương tặng cho bạn nhé.
Vì anh kém trí nhớ nên chỉ nhớ một người mà thôi. Vì anh kém trí nhớ nên chỉ yêu một mình em thôi. Dù ai đó vẫn nói bên tai anh em chẳng phải người tốt lành, mà vì anh kém trí nhớ nên anh cứ tin em mà mơ. Vì anh kém trí nhớ nên đã quên tất cả lỗi lầm. Vì anh kém trí nhớ nên đã quên luôn cả chính anh. Để mang hết quá khứ hay tương lai, trao hết không cần giữ lại. Để hôm nay phải nhận lấy đắng cay đến thế. Bởi vì anh yêu em nhiều quá, anh thương em nhiều quá, lòng chỉ muốn nhớ em mà thôi. Rồi đến lúc nước mắt rơi thành con sông dài thì anh tin anh đã bắt đầu sai. Bởi vì em yêu một người khác, em thương một người khác, nào có biết có thương gì anh. Mà cũng kém trí nhớ như là anh đây thôi, vì yêu nên quên cả cuộc đời. Nỗi cô đơn của chị cũng giống em, chung quy cũng vì tiền làm ra xài không đủ, chung quy cũng chỉ do chán diện đầm hoa cũ, muốn một thứ gì mới mẻ khác thế này. Lòng tin của mình đôi lúc bị lung lay, chẳng phải tại mưa tháng 9 mà ra nổi, chẳng phải tại do bản năng thèm nổi trội, tại vì mình không hiểu được chính mình. Mình muốn vui nhưng lòng bị đóng đinh bởi những thứ tạm gọi là ngày cũ. Mùa thu này buồn bao nhiêu cho đủ, khi đông về còn lạnh giá ngàn lần. Có phải chăng mình tự nhắc bản thân, ở đâu đó vẫn còn xuân và hạ. Vì anh kém trí nhớ nên đã quên tất cả lỗi lầm. Vì anh kém trí nhớ nên đã quên luôn cả chính anh. Để mang hết quá khứ hay tương lai, trao hết không cần giữ lại. Để hôm nay phải nhận lấy đắng cay đến thế này. Bởi vì anh yêu em nhiều quá, anh thương em nhiều quá, lòng chỉ muốn nhớ em mà thôi. Rồi đến lúc nước mắt rơi thành con sông dài thì anh tin anh đã bắt đầu sai. Bởi vì em yêu một người khác, em thương một người khác, nào có biết có thương gì anh. Và cũng kém trí nhớ như là anh đây thôi, vì yêu nên quên cả. Và cũng kém trí nhớ như là anh đây thôi, vì yêu nên quên cả cuộc đời.